Giữa ồn ào kiện tụng, Trương Ngọc Ánh vẫn thông báo thời điểm công bố mr pra National 2024 Rỗ nghi vấn DJ mia Hồng Thanh gương vỡ lại lành Lương Bích Hữu xuất hiện trên sân khấu sau khi phát hiện khối u não Hồ Văn Cường làm một điều với mẹ ruột trên livestream Lâm Khánh Chi thông báo lấy chồng, đám cưới quý tụ 1.500 khách mời Việt Trinh nhắc về bạn trai cũ từng yêu bằng cả tính mạng, chuyện gì đây? Huỳnh Anh Tuấn phản đàm cực gắt khi bị yêu cầu không cười. Tên Kai Beast nổi bật, nam tài tử Penthouse bất ngờ thông báo kết hôn. Xin chào, là Ngọc Cúc đây. Ngay bây giờ, mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí iBeast hôm nay. Giữa ông ao kiện tụng, Trương Ngọc Ánh vẫn thông báo thời điểm công bố Miss pranational 2024 Trương Ngọc Ánh thời gian qua đã gây xôn xao cõi mạng khi vướng ông ao kiện tụng, nguồn cân đến từ việc nữ nghệ sĩ bị thiếu nợ số tiền 24 tỷ đồng đến từ nhà tài trợ Kim Cương một sự kiện sắc đẹp. Giữa ông ao này, Trương Ngọc Ánh người nắm giữ bản quyền Miss National Việt Nam tiếp tục được quan tâm khi cô chính là người thông báo đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này. Cụ thể thì khi nhận được một bình luận hỏi về thời điểm công bố đại diện Việt Nam, nữ CEO đã thẳng thắn tiết lộ vào tuần sau nhé. Như vậy có thể thấy ôm ao kiện tụng tiền bạc kia không ảnh hưởng quá nhiều tới những công việc khác của Trương Ngọc Ánh. Hiện tại Netizen chỉ đang quan tâm ai sẽ là mỹ nhân đại diện Việt Nam tham gia Miss International mà thôi. Trước đó thì đại diện Việt Nam tại Miss International 2023 là Đặng Thị Thanh Ngân đến từ Sóc Trăng. Nhờ vào những màn thể hiện xuất sắc cô nàng đã giành được danh hiệu á hậu 4 chung cuộc. Rộ nghi vấn DJ Mie, Hồng Thanh, gương vỡ lại lành. Nam diễn viên Hồng Thanh và nữ DJ Mie từng là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Sau nhiều năm bên nhau, tưởng chừng sẽ đi đến cái cách viên mãn, cả hai đã thông báo đừng ai nấy đi vào đầu tháng 11 năm 2023. Theo chia sẻ từ người trong cuộc thì trước khi chính thức chia tay, cả hai cho nhau cơ hội hàn gắn, Song đến cuối cùng Hồng Thanh và Mie vẫn quyết định dừng lại Mới đây trong một show diễn thì Hồng Thanh đã bất ngờ nhận được hoa từ DJ Mie. Không chỉ vậy, nữ DJ còn gây chú ý khi đính kèm lời nhắn khá ngọt ngào và thân mật. Mie thương tặng anh Thanh. Hành động này của Mie khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên và ra lời suy đoán cả hai gương vỡ lại lành. Về phía Hồng Thanh, khi nhận được hoa từ tình cũ, nam diễn viên cũng giữ thái độ vui vẻ và khá thoải mái. Bên cạnh đó, thì anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bạn gái cũ em gửi lời cảm ơn MiE, chúc cho MiE có show diễn thành công. Còn bây giờ em diễn bên này nên nếu lần này MiE không kịp đi coi thì lần sau. Tuy nhiên, việc họ có quay lại hay không vẫn là dấu hỏi bởi người trong cuộc chưa lên tiếng nè. Lương Bích Hữu xuất hiện trên sân khấu sau khi phát hiện khối u não Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu vừa qua đã có một đêm diễn vào ngày 11 tháng 5. Trong clip được chia sẻ thì Lương Bích Hữu đã xuất hiện tại tụ điểm biểu diễn với trang phục váy kính đáo, trang điểm xinh đẹp. Lần lượt, người đẹp gửi đến khán giả những bản hit đinh đám trong sự nghiệp âm nhạc của mình, cũng như cover lại một số bài hát nổi tiếng khác. Một trong số những ca khúc nổi tiếng được Lương Bích Hữu thể hiện trong show diễn này, đó chính là Nụ Hồng Mong Manh, nhưng với phiên bản được remix lại vô cùng sôi động, phù hợp với không khí của buổi biểu diễn. Giống như nhiều show diễn trước đó thì phong cách trình diễn của Lương Bích Hữu vô cùng năng lượng, cùng chất giọng khỏe khoắn nội lực mang đến một tiết mục đầy mãn nhãn dành tặng cho khán giả. Nếu ai không biết đây là sơ diễn đầu tiên sau thông báo bị u não của Lương Bích Hữu, chắc hẳn sẽ chẳng ngờ tới, bởi cô nàng vẫn hoàn thành vai trò của một ca sĩ vô cùng xuất sắc. May mắn với khối u kia chỉ là u lành mà thôi, vì vậy Lương Bích Hữu sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều trong sinh hoạt cũng như giọng hát của cô nàng. Hồ Văn Cường làm một điều với mẹ ruột trên livestream từ trước đến nay Hồ Văn Cường luôn được biết đến là ca sĩ hướng nội. Tuy nhiên vào tối ngày 11 tháng 5 vừa qua, Hồ Văn Cường đã gây xôn xao cõi mạng khi livestream nấu ăn trên fanpage chính thức. Theo đó, chàng trai 20 tuổi đã trổ tài vào bếp nấu ăn cho cả gia đình. Vừa nấu ăn, nam ca sĩ vừa livestream để giao lưu, chuyện trò cùng với khán giả. Bên cạnh việc nấu ăn, giao lưu cùng fan, Hồ Văn Cường còn trổ tài ca hát theo yêu cầu thưởng giả. Thậm chí nam ca sĩ còn ngẫu hứng hát một đoạn ca khúc nổi tiếng để dành tặng mẹ ruột khi bà xuất hiện trong buổi livestream để phụ con trai nấu ăn. Theo đó, thì Hồ Văn Cường đã thể hiện vài câu hát trong ca khúc Mẹ tôi dành tặng đến đấng sinh thành. Dù không có nhạc hỗ trợ, nhưng giọng hát của nam ca sĩ gốc tiên giang vẫn đong đầy tình cảm. Đặc biệt trong lúc phô diễn giọng hát, nam ca sĩ cũng đưa mắt nhìn về phía mẹ ruột. Ánh mắt ấy như chăn chứa bao điều giọng ca trẻ muốn nói với mẹ, nhưng lại ngượng ngùng chỉ biết bày tỏ qua lời ca tiếng hát. Bạn nghĩ sao trước màn livestream được cho là hiếm có khó thấy này của Hồ Văn Cường? Lâm Khánh Chi thông báo lấy chồng, đám cưới quy tụ 1.500 khách mời. Sau khi đường ai nấy đi với chồng trẻ Phi Hùng, Lâm ca Chi được cho là đã dâng lấy lại tinh thần. Thậm chí thời gian qua, người đẹp còn hé lộ chuyện có tình mới. Ở diễn biến mới thì dù chưa chính thức công khai nữa kia, song trên sóng livestream, người đẹp đã bàn chuyện cưới sinh rồi nè. Đám cưới tôi với anh D sẽ tổ chức ở nhiều nơi lắm. Đám cưới sẽ đãi 150 bàn là tương đương 1.500 người diễn ra ở 4 địa điểm. Thứ nhất là Đà Lạt, thứ hai là tại một bãi biển đẹp ở miền Trung, thứ ba là thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng là ở dưới quê nữa. Quê là đương nhiên phải có vì phải làm lễ đón dâu rồi. Về mối quan hệ với nhân vật tên D, Lâm Hân Chi thẳng thắn bày tỏ, tôi đang dành tình cảm đặc biệt cho anh D. Có sao mình nói vậy? Giữa tôi và anh D có rất nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, chúng tôi đều là nghệ sĩ nên hiểu rõ công việc của nhau. Thứ hai, cả hai đều thích kinh doanh. Thứ ba, anh D năm nay đang ở tuổi trưởng thành, đàn ông 31-32 tuổi là tuổi lập nghiệp, lập gia đình. Thứ tư, khuôn mặt giữa tôi và anh D cũng xứng đôi. Tính anh ấy lúc đi chơi cũng rất ga lăng và quan tâm tôi. Hiện dân đang vô cùng tò mò nhân vật D mà Lâm Khánh Chi nhắc đến thực sự là ai và đám cưới kia có thực sự diễn ra hay không việt trinh nhắc về bạn trai cũ từng yêu bằng cả tính mạng chuyện gì đây sau thông báo giải nghệ việt trinh đã chuyển hướng kinh doanh online và dành nhiều thời gian bên con trai đến nơi đây thì nữ nghệ sĩ bất ngờ gây chú ý khi vừa tập thể dục vừa kể lại chuyện tình yêu trong quá khứ người đẹp tay đô thừa nhận cô là người rất hết lòng trong tình yêu và tự nhận mình rất sến làm gì tôi cũng nhớ đến và thường cầm điện thoại để nhắn tin hỏi thăm người ta. Nói chung tôi rất xến, tôi cũng kỳ vọng người ta nhớ, yêu thương mình như vậy. Thời điểm mới lớn tôi rất lụy tình, đôi lúc một hai ngày cãi nhau chưa hề tôi như bị thất tình. Thậm chí nhân dịp này người đẹp còn nhắc nhớ về người đàn ông cô từng yêu bằng cả tính mạng tôi yêu kinh khủng lắm sau đợt đó tôi nhận ra cuộc đời là của mình nên cảm xúc vui buồn cũng là của mình tại sao lại để người khác nắm lấy cảm xúc của mình tại sao người đó có thể làm mình vui hoặc làm mình buồn tôi nghĩ phải dừng lại và sống cho mình sau tất cả những gì diễn ra thì việc trên cho biết hiện cô sống rất thoải mái ít lo nghĩ và hướng bản thân đến những suy nghĩ tích cực chỉ có mình mới làm cho mình vui chỉ có mình mới làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Mình nên làm chủ cảm xúc, đừng để bất cứ ai làm điều đó. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Việt Trinh? <laughs> Huỳnh Anh Tuấn phản đàm cực gắt khi bị yêu cầu không cười. Hoa chung xu hướng sử dụng mạng xã hội ngày nay, nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã mở một kênh cá nhân để đăng tải những video chia sẻ cuộc sống cũng như sở thích nấu ăn của anh tại căn bếp bên trong căn nhà vườn rộng 6.000m2 series nấu ăn của Huỳnh Anh Tuấn cũng nhận được sự yêu thích và đón nhận từ công chúng. Tuy nhiên, những ngày gần đây thì Huỳnh Anh Tuấn liên tục nhận được những bình luận không mấy tích cực từ netizen. Theo đó, một cư dân mạng đã gửi tin nhắn trực tiếp vào kênh cá nhân của Huỳnh Anh Tuấn, yêu cầu sao nam ngừng việc cười khi quay video hướng dẫn nấu ăn. Đáp lại phần bình luận từ cư dân mạng, Huỳnh Anh Tuấn đã chia sẻ lại phần tin nhắn này kèm lời nhắn nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu cay. Không biết bạn đã thiệt hại gì từ giọng cười của Tuấn? Bạn nghĩ sao trước màn phản hồi này của nam diễn viên? Hãy bày tỏ quan điểm cảm nhận của mình để Abyss được biết với nhé! Nam tài tử Penthouse bất ngờ thông báo kết hôn Một thông tin gây xôn xao cõi mạng xứ hàng hôm nay chính là việc nam diễn viên đình đám Un Ki yoon thông báo kết hôn ở tuổi U50. Theo đó, nam tài tử Penthouse đã chia sẻ lên trang cá nhân việc sẽ tổ chức lễ cưới với bạn đời vào tháng 12 tới đây, Tôi từng nghĩ sẽ không thể nào gặp được một người ở bên mình đến hết cuộc đời, nhưng cuối cùng tôi cũng đã gặp được người đó, người có trái tim ấm áp và chu đáo. Tôi dự định sẽ kết hôn với cô ấy và cùng nhau bắt đầu chương mới của cuộc đời. Tôi lo lắng khi nghĩ tới chuyện các bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước tin tức này. Tôi sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ và tình yêu của các bạn và cố gắng hết sức để đền đáp. Không chỉ nhận về những lời chúc, Ưm Khiun còn được cho là tậu được cả trâu lẫn nghé. Ở hành trình này, sau đó đại diện nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận như sau. Ưm um Ki Jun sẽ kết hôn vào tháng 12 năm nay, cô dâu không hoạt động trong làng giải trí, đây không phải là đám cưới chạy bầu và nam diễn viên sẽ tổ chức hôn lễ nhỏ, riêng tư chỉ có sự góp mặt của họ hàng và người quen thân thiết. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giải trí Biết hôm nay của chúng tôi. Ngọc Cúc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.